Hello, chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc. Các bạn có thấy Tuyền có một chiếc áo mới trông rất chi là sành điệu và đẹp không? Da gì đấy? Vâng, thưa quý vị các bạn, hôm nay mình buổi chiều mình ngồi buồn. Mình có xem nhiều hình ảnh của các bạn fan hâm mộ chia sẻ lại fan hâm mộ Chỉ Thị Tiên à. Thì mình nói thật là mình cũng hâm mộ Chỉ Thị Tiên và anh Công Vinh. Mình có đôi chút là bênh vực anh chị ý, nhưng mà không biết là bênh vực đúng hay sai nhá. Thì mình sẽ phân tích ở đây để giúp chị Minh Oan, mà Minh được đến đâu thì Minh nhá. Không biết là mình cứ mong là anh chị là đang làm đúng. Và cái quan trọng nhất là gì? Thì tí nữa mình sẽ nói. Thứ nhất là hôm nay mình xem được là chị Thủy Tiên là chị kêu gọi ủng hộ quả lũ lụt vừa rồi đấy. Là 3 số tài khoản các bạn nhá, không phải một số tài khoản đâu. Thì các bạn đang hỏi chị là sao kê là minh bạch đúng không? Thì sao chị sao kê là các bạn bảo chị sao kê số tài khoản nào? Bảo sao kê thì phải nói là số tài khoản nào thì chị mới biết được. Và cái thứ hai nữa, em lại giải thích với chị Thủy Tiên và anh Công Vinh và toàn thể cộng đồng mạng một điều chắc chắn là nhỉ. Trên livestream chị nói kêu là chị có hỏi, chị kêu là chị làm vụng việc từ thiện lắm. Chị vụng đúng không? Thế tại sao chị không cho người ta quay livestream quay, mà chị phải để cờ nếp cho chị ekip chị quay? Chồng chị ăn mát mì khổ quá, thương ơi là thương, tội ơi là tội. Nhưng ngày hôm trước chị vừa vào nhà hàng dê, thằng em nó ăn rong, chị mặc nguyên cả một cái áo bò, đội cái mũ, ôi à cái bàn, ôi trời ơi, mà ơi chất đây. Vừa hôm trước thì kêu là chưa được một cái gì vào bụng, mấy hôm vừa cầm bát mì, đấy, ấm lòng bát mì, mì tôm. Thế mà hôm trước thì đã thấy chi hình ảnh của chị là ăn thịt dê ở quán dê, ngon thế. Cái này là hơi bị vấp hình ảnh. Ekip là đưa quả ảnh lên là hơi bị lỗi đấy, đúng không? Đấy là phân tích đúng nhá. Các bạn nếu không tin thì các bạn lên trên Google search trước ngày Thủy Tiên đi ăn hình ảnh Thủy Tiên vào nhà hàng dê trước ngày đi từ thiện, cách nhau một ngày nhá. Và cái thứ hai nữa là 178 tỷ của chị đi kêu gọi từ thiện là ở một tài khoản hay 3 tài khoản. Đây là mình đặt giả thiết. Nếu một tài khoản mà 178 thì 2 tài khoản kia thì ôi trời ơi. Thế đâm ra là các bạn phải hỏi rõ là chị gái của tôi, à quên, mình tránh sang bắt quàng làm họ. Chị Thủy Tiên là sao kê tài khoản nào nhá. Và cái điều chắc chắn là khi hôm nọ là gọi là nước mắt cá sâu, nước mắt đầm để chị khóc thương lắm, chị tôi khóc, à quên, lại nhận nhầm. Thấy chị khóc là mình rất chia thương vì mình là đàn ông hay động lòng. Chị kêu là chị ra ngân hàng thấy vất vả ngân hàng sao kê mấy thùng giấy. À, xin lỗi chị Thủy Tiên, lại nói nét một câu cho chị hiểu là nhỉ. Nhiệm vụ của các em làm ở ngân hàng, ăn lương của ngân hàng là chị đọc cái nhiệm vụ ngồi canh này. Những người khách như chị đến sao kê thì mất phí. Phí có tí tiền. Người ta đi làm công ăn lương thì chờ đọc những ông khách khó tính, khó đến mấy, khó chịu đến mấy thì nhiệm vụ người ta phải làm. Không làm thì về vườn, không làm thì ảnh hưởng đến ngân hàng, không làm ảnh hưởng đến uy tín, ai đến gửi tiền nữa, ai đến tiết kiệm nữa, đúng không? Thế nên mà nhiệm vụ của các em làm ở ngân hàng, ngồi ở bàn vi tính là chờ chị đến giao nhiệm vụ. Em ơi mở số tài khoản, em ơi chuyển tiền, em ơi banh tiền, em ơi anh mất mật khẩu lấy lại, em ơi sao kê cho anh. Nhiệm vụ của các em ấy là phải như vậy. Chị nói như trên livestream chị nói thế là sai. Chị chỉ cần bảo em sao kê cho chị ngày này mở số tài khoản, đến ngày chốt là ngày hôm nay, ví dụ ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9, chị chi bao nhiêu ra bao nhiêu, chốt 1 năm rồi. Các em cũng làm được. Quan trọng là mất phí có bao tiền đâu. Nhiệm vụ của các em chỉ đọc ăn mình có sao kê mà. Mới làm các thủ tục gì liên quan đến số tài khoản của ngân hàng đó. Đó. Liên quan đến đồng tiền của ngân hàng đó. Đâu mà chị nói cái này là chị sai. Nhá. Con em sai này. Vả mà mồm đấy, như chị sai này. Cái cộng đồng mạng người ta sẽ nói với chị. Đúng không?
các bạn thấy tôi nói đúng không? Đúng thì chấm cho gái hôn nhau bạn. Và cái thứ hai là điều quan trọng nhất là mình lại nhắc lại và là chuyện cũ, chị ăn bát mì trông rất chia khổ, nhưng hôm trước chị ăn thì dê rất là ngon, có bức ảnh không chụp lên đó. Và cái thứ ba nữa là tôi đề nghị cộng đồng mạng đừng mắng chị tôi để chị tôi khóc. Chị tôi khóc là động lòng là chị lại dối. Thực ra thì nói thật với các bạn này nhỉ, chị Thủy Tiên là người đầu tiên, tôi nghĩ là vậy, đứng lên kêu gọi được số tiền quá lớn quá khủng. Tôi chưa thấy một thằng ca sĩ hay một con diễn viên hay đứng lên kêu gọi, hay đứng lên kêu gọi đã được số tiền công khai như thế chứ hả? Hay là những cái thằng diễn viên, tại sao cứ gọi thằng diễn viên, tại vì chúng nó là như này, là mình không nhắc cái tên, các bạn có biết là mình nhắc ai đúng không? Các bạn có hiểu của người Phúc Ta, của người Phúc Ta không? Của người Phúc Ta là như này, nó đứng lên nó kêu gọi, nó bỏ số tài khoản nó ra, sau đó nó dí cu nó đi, hiểu không? Nó lại bắn vào người khác là gì? Thứ nhất, đi như ảnh hưởng đến tính mạng, nó trôi mẹ mất. Thứ hai, mất công mất việc. Thứ ba, đi Pháp như thế sợ đeo Pháp được phát hết số tiền mình kêu gọi thì lại đéo đớp được, em không? Thì đừng nên kêu gọi từ tài khoản mình xong bắn đăng tài khoản của cái bọn khác đi nha. Cũng kêu gọi à, đấy là quà tiền của ông ní mình, ông nấn nền, ông ném mình, ông ngoài mình, ông nổ ní đấy, anh em hiểu không? Thì sẽ nghĩ là à, tiền của ông này ông ủng hộ, nhưng có phải đâu, bùi đâu, tiền của bà con đấy, của người khác. Phúc Ta là phúc của mình. Ê, mình để ủng hộ cho tài khoản khác, nó đăng tên mình lên, thế là ông ủng hộ mấy tỷ, có phải đâu, đấy là của bà con nhá. Thế sau đó là cái gì, cái sự tin tưởng của bà con khi người ta hâm mộ các bạn, có thể người ta chưa gặp các bạn ngoài đời, chưa là một lần, vì cách diễn hài của bạn, các bạn hay, vì câu hát của các bạn nổi tiếng, người ta mới hâm mộ và người ta ủng hộ qua cái tài khoản của bạn. Còn khi các bạn đóng tài khoản, đóng sáng mai mở, bạn để nó dí váng, nó trôi đi, sau 2-3 hôm sau mở ra bình thường, làm sao đâu. Vì tại sao có những người, người ta nửa tháng sau người ta mới xem được bài, thế xong nửa tháng sau keng keng, giống như kiểu thằng hề đặt cái điện thoại đây, đấy, thế lúc đấy là tiền nó chui vào túi, chui đéo đâu. Nếu như tôi mà được làm như vậy, tôi cũng đút túi, hiểu không? Nhưng tôi nói thật là cho đi thì nhận lại. Các bạn ở tốt, các bạn sẽ gặp điều may mắn. Tại sao tôi gặp rất nhiều những cái trông gai trước mắt như vừa rồi tôi nhắc qua, các bạn phải ăn ở tốt thì các bạn sẽ gặp điều may mắn nhá. Và đằng sau tôi là cái biển đó, từ thiện đó, đằng trước mặt đây mấy cái là tặng tiền túi. Vừa rồi tôi bán 2 cây lan, tôi kêu gọi 2 cây lan, kêu gọi là gì, tôi bán đấu giá của tôi và của anh Thắng Mất Sâu, của em Sơn Jin, của tôi, của anh Hùng, của em Hưng BD ở Thái Nguyên, ủng hộ 2 kỳ hậu, là có tiền túi của chúng tôi bán được bao nhiêu, bán đấu giá, giá thị trường khoảng 250 triệu, tôi bán có 150 triệu, 2 kỳ bán cho em Hưng Quảng Linh 300 triệu nhá, đi ủng hộ hết anh em không, mấy trăm triệu ăn làm gì, nhưng nếu mấy trăm tỷ tôi cũng ăn, nói thẳng căng luôn, tôi cũng ăn, giống như anh Duy Mạnh ấy, ủng hộ mấy trăm tỷ bắn vào có ấy 10 triệu thôi, còn nó đút cụ mình vào túi đi chơi ma túy hết, chơi gái hết. Đấy là anh Duy Mạnh nói, đúng không? Thế đâm ra là tôi nói là con người Việt Nam mình lẩy sinh ý định hay bất ngờ, hiểu không? Đánh nhau người ta không có lòng tham đâu, nhưng vì số tiền quá lớn, thôi trước mắt gái làm cái biệt thự 40-50 tỷ đút túi. À nhá, trong thời gian mình đang kêu gọi từ thiện thì bớt đi ăn chơi thôi, không người ta sẽ nghĩ cái tiền đó là tiền chúng mày đang đi ăn chơi đấy. Đừng mua sắm, thì người ta nghĩ chúng mày đang ăn chặn tiền từ thiện, chúng mày đi mua sắm đấy, hiểu chưa? Một lời chân tình cảm ơn tất cả quý vị các bạn.
nhớ các bạn chia sẻ like cho mình nhá. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn.